ông làm bụi cũng chẳng thành bụi này. Ông ấy là không khỏe như bọn, cho nên là bọn nó không thuê lắm. Đi làm như bọn nó là cứ phải thẳng cẳng cả ngày. Làm tự do thì làm ngày nào ăn ngày nào. Bỏ công ty về sang thua bác sĩ này. Công ty kiểu lo này. Công ty ăn bác sĩ, ngủ bác sĩ. Công ty sách thua bác sĩ. Bông nó vừa dậy đi chạy vào nhà lấy cái điện thoại. Nó thấy mình nó khóc be ra. Chỉ thích em cô của con mơ thôi. Mẹ nhưng mình thích đi.
phá trái chiều. Mẹ ơi. Mẹ em đi. Thế mẹ đang làm gì? Mẹ em đi này. Thế. Muốn đi về đây. Đấy. Vừa ra lại gửi thế à? Chạy chạy. Gì?
rồi. Nó mệt lắm. Tình để làm được nhiều việc không có con chẳng làm được nhiều việc.
người về người ta tham khảo ý kiến người ta nói như thế rồi. Mẹ ơi, Bún đến hộ mẹ rồi đây. Mới to đúng đúng. Bún cứ làm từng một môi. Nhà. Cái ngôi nhà này bún bê đẹp nhưng mà chỗ này méo quá nên bún bê xấu. Nhưng không sao. Bún bê sao bún đào. Cô cũng bảo ăn bún. Khi bún là làm mì à? Bún làm mì tôm à? Thường ngày nó lại thường cơm.